Xin kính chào quý vị. Hôm nay là mà chúng ta sẽ có một cái mục gọi là giải ảo thời sự, đó là Trung Quốc chi phối Việt Nam như thế nào, cái ảnh hưởng của Trung Quốc hoặc là Trung Cộng đối với Việt Nam. Sở dĩ tôi đề cập đến cái đề tài này đó là vì trong tuần vừa rồi đó là tôi có được đọc thấy trên tờ New York Times một bài của bài bình luận của bà Olga Draw nói về cái việc mà Trung Cộng đó là đã mở ra một cái chiến dịch, một cái dự án đó là đào tạo trẻ em Việt Nam từ những năm 66 trở về sau, ngay giữa cái cuộc cách mạng văn hóa của họ, để dùng giới trẻ Việt Nam đó đã đưa về Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động của người Việt Nam đã đành rồi, nhưng mà ảnh hưởng đến những cái mục tiêu của Trung Cộng trong vấn đề đó. Có thể bắt đầu thì được chống Mỹ, nhưng mà về sau đó là tức là tranh giành ảnh hưởng đối với lại Liên bang Xô Viết này. Bà Olga Draw là một học giả người Mỹ hiện tại trong một cái đại học ở Texas, sau khi đó là người Nga mà gốc Do Thái. Và sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ thì bà đi qua, bà hoạt động ở trong Bộ Ngoại giao của quốc gia Israel rồi mới qua đến Hoa Kỳ này. Bà đã viết rất nhiều cuốn sách về văn hóa Việt Nam. Đối với lại người Việt đó, bà còn là người mà gọi là phiên dịch cái cuốn hồi ký của Nhã Ca về cái trận Mậu Thân xảy ra cách đây đúng 50 năm đó, tức là giải Khăn Xô cho Huế. Bản thân chúng tôi có quen, có gặp bà và đã đọc rất nhiều sách của bà. Bà viết về bà chúa Liễu Hạnh của chúng ta với những cái kiến thức đó mà bản thân chúng tôi đọc đó là thấy giật mình, đầy khâm phục hết. Người chồng của bà là giáo sư và sử gia Keith Taylor, cũng lại là một chuyên gia về Việt Nam. Hai vợ chồng đều nói đọc tiếng Việt Nam ấy. Và ông Keith Taylor đọc cả chữ Hán, cả chữ Nôm. Ông viết sách về lịch sử Việt Nam, ông viết sách về văn hóa Việt Nam. Và hai người đó là am hiểu nhiều việc lắm. Thí dụ như là đây, hai ông bà đó là đã giới thiệu một cuốn sách, thí dụ như là về đàn trăm của chúng ta. Bà Olga Draw đó là dịch tài liệu bằng tiếng Latin của một ông giáo sĩ và nói về những giáo phái tôn giáo của người Tàu và người Việt Nam ở tại Bắc Hà vào thế kỷ thứ 18. Bây giờ đó là để giới thiệu xem đây hai nhân vật, hai tác giả đó là đã am hiểu về Việt Nam như thế nào. Trong đó có một số những người sử gia của Hà Nội đó thì có thể hồi đầu tưởng rằng là đã chinh phục hay là mua chuộc đồng Kitalo, mà sau đó là gọi là nặng nề, gọi là mặt sát chúng ta. Bây giờ chúng ta mới đi vào cái đề tài chính của cái việc mà Trung Cộng đã chi phối Việt Nam ra làm sao trong cái giai đoạn coi như là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập 1930, hoặc là từ khi Việt Nam đó là lao vào một cái cuộc chiến dài nhất trong thế kỷ 20, từ 1945 cho đến 1975. Thì chúng ta nên để ý một chút về hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất đó là Mao Trạch Đông, sinh năm 1873 và mất năm 1976. Ông ta đó là một người chiến lược gia và đồng thời cũng là người lãnh đạo đó đi vào thực tế, trở thành người gọi là thành lập ra Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc năm 1949. Và đưa ra nhiều cái biến động kinh khủng trong nội tình của Trung Cộng. Từ những năm gọi là thành lập Đảng Cộng sản Trung Hoa 1921 cho đến về sau này. Nhất là đã đưa đến cái chết của mấy chục triệu người. Nhân vật thứ hai đó là ông Hồ Chí Minh, sinh năm 1890 và mất năm 1969. Hai nhân vật đó có cái trách nhiệm rất lớn
về những cái gì nó đang xảy ra Việt Nam ngày nay. Xin lỗi quý vị, tôi xin bắt đầu trước đó. Là Hồ Chí Minh trên cái con đường lưu vong đi kiếm tiền, kiếm việc đó, đó thì có ở tại Pháp đã có gia nhập Đảng Xã hội Pháp dưới sự dìu dắt của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền. Khi mà cơ quan KGB đó, đó muốn thành lập Đảng Cộng sản Pháp đó, đó, thì đã chi phối, can dự vào trong cái nội tình của Đảng Xã hội Pháp vào năm 1920 để tranh thủ những nhân vật cực đoan nhất và những nhân vật mà đi theo Liên bang Xô Viết đó, đó. Mới lập ra Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Và Hồ Chí Minh đó, đó là đi theo cái khuynh hướng đó và trở thành, theo như là các cái sử gia của Hà Nội vẫn viết đó, đó là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Thực sự ra lúc đó là ông mới lõm bõm, ông học về chủ nghĩa cộng sản một cách lý thuyết từ những người cộng sản Pháp đầu tiên sau cái gọi là hội nghị của Thành Tour năm 1920. Và trong cái giai đoạn này đó thì ông cũng có gặp một số những nhân vật, đa số là trí thức của Trung Quốc đi ra học hỏi ở bên Pháp, trong đó có cả Chu Ân Lai. Sau đó năm 1924 đó, đó là với tư cách là cán bộ của Đệ Tam Quốc tế, là một cái cơ chế do Liên bang Xô Viết lập ra để thứ nhất là chi phối các cái quốc gia khác, nhất là những quốc gia mà nằm ở trong cái vùng gọi là đất xám, chưa có đi theo cộng sản, nhưng mà ở trong các cái nước dân chủ hoặc là các cái nước thuộc địa Âu Châu để tranh thủ và lập ra những cái cơ sở cộng sản ở nơi đó để làm suy yếu cái khối Tây phương. Thì cái tổ chức Đệ Tam Quốc tế đó, đó là do Liên Xô lập ra để bảo vệ và phát triển quyền lợi của Liên Xô. Và Hồ Chí Minh đó, đó là một cán bộ của Đệ Tam Quốc tế. Năm 1924 thì là được đưa về vùng Á Đông và tham gia vào cái cuộc cách mạng của Trung Quốc, hỗ trợ Đảng Cộng sản Trung Quốc như là một chi nhánh của Liên bang Xô Viết lúc đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chỉ có thành lập từ năm 1921 thôi và đang cần đến sự hỗ trợ của Liên Xô. Cho tới về sau này thì mới có những chuyện khác chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đề cập đến. Vì cái quan hệ với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc từ rất sớm, từ những năm 1920 cho đến cái trong cái cuộc chiến gọi là quốc cộng của Trung Hoa Dân Tộc, Hồ Chí Minh đó, đó trở thành một người mà có tiếp xúc gần gũi với lại các cái nhân vật lãnh đạo của Trung Quốc từ Mao Trạch Đông cho đến Chu Ân Lai và nhiều người về sau. Đó là một cái yếu tố đầu tiên chúng ta nên để ý. Phía bên kia đó, đó nhân vật Mao Trạch Đông cũng là một người gọi là nhân vật khá đặc biệt và chi phối cái tình hình của Việt Nam. Mao Trạch Đông là một người có cái tinh thần thực dụng, tận dụng cái chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng mà lồng trong đó đó là để bảo vệ quyền lợi của Trung Hoa. Một cái thí dụ, một cái thí dụ là sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921 đó, đó thì trong nội bộ của đảng đó, đó đã có những mâu thuẫn, những sức mẻ. Có một nhân vật thế giới bây giờ đã ít nói đến, nhất là Hoa Kỳ, nhân vật tên là Vương Minh, sinh năm 1904, tức là trẻ hơn Mao Trạch Đông cỡ chừng 10 tuổi và mất năm 1974. Đấy là một người tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin và sự lãnh đạo của Liên Xô.
ông ta cũng là một người gọi là cán bộ của Đệ Tam Quốc tế và muốn tranh giành ảnh hưởng về lý luận, về tư tưởng lẫn cả về quyền lực với lại Mao Trạch Đông, mà về sau đó đã bị hạ bệ. Nhân vật Vương Minh nói đó, đó ít ai còn để ý tới, nhưng mà Trung Quốc đó thì không quên được, và đã có những cái cuộc tranh luận và có những cái tài liệu mà Mao Trạch Đông viết để đả kích Vương Minh, là tại vì Mao Trạch Đông đó, đó có áp dụng chủ nghĩa Mác Lênin nhưng mà nhằm mục tiêu đó, đó là phát huy ảnh hưởng của Trung Quốc, chứ không phải là một người hoàn toàn đi theo ý thức hệ cộng sản từ đầu đến cuối mà dưới sự lãnh đạo của Liên Xô. Ngay từ những năm 1930 đó, đó thì Mao Trạch Đông đó, đó đã học của Liên bang Xô Viết rất nhiều điều, áp dụng một số những tư tưởng đó, nhưng mà trong bụng của ông ta đó, cái quyền lợi của Trung Quốc mới là quan trọng và là cái điều mà chúng ta đang thấy thể hiện với lại thế hệ lãnh đạo thứ năm, có thể là thứ sáu sau này đó, là trường hợp là Tập Cận Bình vẫn đi theo con đường gọi là xã hội chủ nghĩa nhưng mà với màu sắc Trung Quốc hay là màu sắc Trung Hoa, và nhằm đó, đó là phát huy hay bành trướng ảnh hưởng của quốc gia của họ. Điều không may cho Việt Nam đó là vị trí địa dư nằm sát với lại lãnh thổ của Trung Quốc, và xưa kia đã từng là cái bàn đạp của Trung Quốc để bành trướng xuống vùng Đông Nam Á ở dưới và luôn luôn là đi qua cái vùng miền Bắc. Và cái điều không may đó, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, đó được thành lập tại Hồng Kông năm 1930 như là một cái chi nhánh của Đệ Tam Quốc tế, thế và lại nằm ở ngay sát biên giới của Trung Quốc, thành ra chịu ảnh hưởng của Trung Quốc rất là sâu xa, rất là đậm đà. Nó dẫn đến cái tình hình ngày hôm nay. Thì tôi chỉ xin trong một cái chương trình, tôi cố gắng là hạn chế trong vòng 20 phút, tôi chỉ có xin đưa ra một vài cái đặc điểm, và sau này có thể rằng là sẽ còn có cơ hội đó khai triển từng cái đặc điểm một thành từng cái đề tài một để giải ảo về lịch sử. Mao Trạch Đông đó đã dùng Việt Nam để bảo vệ và phát huy quyền lợi của Trung Cộng. Đó là một cái điều nhất quan trong cái tư tưởng của Mao Trạch Đông. Trong cái phần vừa rồi, tôi vừa mới nói đó là Mao Trạch Đông đó đã triệt để đó, diệt trừ cái ảnh hưởng của Vương Minh là người đi theo Đệ Tam Quốc tế. Tức là Mao Trạch Đông dùng chủ nghĩa Mác Lênin. Cái đó thì đúng. Nhưng mà không có đi theo cái ý thức hệ đó một cái cách mù quáng, mà chỉ dùng cái đó để phát huy quyền lợi của mình trong cái việc mà sử dụng hay vận dụng hay là lợi dụng đó, đó. Mao Trạch Đông dùng Việt Nam, và người mà Mao Trạch Đông dùng đó thì chính là Hồ Chí Minh. Nhân đây thì tôi xin mở cái ngoặc đơn đó, đó là có nhiều người nêu vấn đề đó là nhân vật Hồ Chí Minh đó, đó có thể rằng là một người Tàu cải dạng chứ không phải là một người Việt Nam. Tôi biết rằng là có vài bà thuyết nêu lên chuyện đó, mà cho đến giờ này tôi vẫn chưa có thấy có những cái cơ sở để tin chắc cái điều đó. Chưa kể rằng là cái lý luận rằng là Hồ Chí Minh, tức là Hồ Quang hay là Hồ Tập Trương vân vân gì đó, đó là người Tàu đó, đó thì gần như quy tội hoàn toàn cho Trung Cộng, mà không thấy cái vai trò hay cái trách nhiệm trước lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân vật Hồ Chí Minh ngay trước đó. Vấn đề thứ hai của tư tưởng Mao Trạch Đông đó là Mao Trạch Đông dùng Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam Cộng sản trong cái cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ về sau này đó, đó là để bảo vệ cái lập trường của ông ta về mặt nội chính ở trong nước. Thí dụ những năm 62 hoặc là những năm 66, khi mà có tranh chấp trong nội bộ bên trong thì Mao Trạch Đông đề cao cái gọi là chủ nghĩa, gọi là tư tưởng về cách mạng thường trực, chủ nghĩa chống đế quốc, và đưa ra cái sự kiện đó là đang hỗ trợ Đảng Cộng sản Việt Nam để chống lại
đế quốc Mỹ thí dụ như vậy, nhằm mục đích đó là mở ra cái phong trào gọi là chống chủ nghĩa xét lại ở trong nước, hoặc là lấn át những cái tư tưởng khác trong những cái sai lầm của ông ta với lại cái vụ gọi là đại dược tiến, tức là bước nhảy vọt vĩ đại mà làm cho mấy chục, 40 triệu người bị chết. Và như là bà Olga Drobne đã viết ở trên tờ New York Times hôm 26 vừa rồi đó, thì ngay trong cái giữa cái cuộc gọi là cách mạng văn hóa từ 1966 cho đến 1976 là khi Mao Trạch Đông chết, thì Trung Quốc lúc đó vẫn tuyển mộ trẻ em Việt Nam đi qua bên đó để học, để huấn luyện, để tung về làm việc đất nước. Mà trong cái thời hỗn mang của cuộc cách mạng văn hóa đó, đó là chính là quân đội Trung Quốc tổ chức ra những cái khóa huấn luyện như thế này, huấn luyện trẻ con Việt Nam đồng để thả về đó hoạt động ở tại Việt Nam, và cũng nhằm cái mục tiêu đó là bảo vệ của Trung Quốc. Cái tư tưởng thứ ba của Mao Trạch Đông nó liên quan đến cái chuyện Việt Nam đó, đó là vừa chống đế quốc, vừa chống cái chủ nghĩa xét lại, và đồng thời đó là khi một quan hệ giữa Trung Quốc hay là Trung Cộng với lại Liên Xô đó đã bắt đầu căng thẳng từ những năm 65-66 lên đến cao điểm là 1968 đó, thì là còn chống lên bang Xô Viết này, và muốn rằng là Việt Nam đó là nằm ở trong quỹ đạo Trung Quốc, không có chịu ảnh hưởng của Liên bang Xô Viết, và vì vậy đó hỗ trợ Việt Nam đó là trong cái mục tiêu quyền lợi của mình chứ không phải là không. Khi mà chúng ta theo dõi như vậy đó, và nó cũng diễn biến, nó có những cái lúc mà quan điểm của hai bên đó, đó là nó có khác biệt, nó có mâu thuẫn. Thí dụ như là lúc đầu đó, đó là vì tinh thần thỏa hiệp đó, đó là Mao Trạch Đông với lại Chu Ân Lai đã đồng ý đến cái hiệp định gọi là Geneva 1954 chia đôi đất nước, và về sau này đó là chính Mao Trạch Đông cũng thấy rằng là cái đó là một cái điều nó sai lầm. Thế nhưng mà về sau đó đây nó cũng vẫn lại trong cái tinh thần đó, đó là họ cũng muốn rằng là Việt Nam đó, đó là một cái đất nước vẫn bị chia đôi để không có cái khả năng độc lập, và họ chi phối cái cuộc chiến nó như vậy. Và cũng có lúc đó, đó là đôi bên có dị biệt quan điểm. Khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đó, đó bắt đầu nói đến cái chuyện thương thuyết hòa đàm với lại Hoa Kỳ chẳng hạn, thì Trung Quốc đó, đó là, và Mao Trạch Đông đó là người mà chống lại cái điều đó và khuyến khích là tiếp tục trường kỳ kháng chiến, tiếp tục cái đường lối đấu tranh, tức là muốn nôm na đó là hy sinh người Việt Nam cho đến giọt máu cuối cùng mà để đạt được cái quyền lợi của Trung Cộng lúc đó, là làm cho Hoa Kỳ đó là bị mất sức hao tổn vì cái cuộc chiến ở tại Việt Nam. Cho đến khi mà vì cái áp lực hay là vì cái mối nguy của Liên bang Xô Viết từ năm 68 đó, thì Trung Cộng mới bắt đầu xoay chuyển cái ý kiến và tìm cách đó là đối thoại với lại Hoa Kỳ từ những năm 1972, khi mà Richard Nixon, Tổng thống Nixon đó là đi qua đến bên Tàu và ra cái bản tuyên ngôn Thượng Hải vân vân gì đó, thì lúc đó Trung Quốc nghĩ đến cái khác. Trong khi đó, đó phía Hà Nội lại chủ quan. Sau khi mà chấm dứt được chiến tranh và chiến thắng được miền Nam, thống nhất đất nước dưới chủ nghĩa cộng sản đó, và lúc đó là Hồ Chí Minh đã mất rồi, thì Lê Duẩn đó là chủ quan nghĩ rằng là mình là một cái cường quốc, mình tức là nước Việt Nam lúc đó làm cái cường quốc xã hội chủ nghĩa thứ ba, và có thể giảng hòa cái mâu thuẫn giữa hai nước cộng sản đàn anh là Liên Xô với lại Trung Cộng, và thậm chí đó lại còn có ký cái hiệp ước hợp tác chiến lược với lại Liên Xô. Và lúc đó đó thì Trung Quốc coi như cái hợp tác hiệp ước đó 1978, thì lúc đó Trung Quốc coi như rằng là Việt Nam đã phản bội, là tại vì được Trung Quốc hỗ trợ trong suốt mấy chục năm, 30 năm của cái cuộc chiến đó,
mà bây giờ đó nó lại cộng tác với lại Liên Xô và có thể rằng là bao vây Trung Quốc. Từ phía Bắc thì có Liên Xô, mà phía Nam đó thì có Việt Nam, và đưa cho phép quân đội của Liên bang Xô Viết đó sử dụng một số những các căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ Việt Nam. Rồi cái mâu thuẫn thứ nhì đó là đối với lực lượng Khmer Đỏ, hay là cái cục diện ở tại Cao Nguyên, hay Campuchia, hay là Campuchia là tên gọi lúc đó, với lại Lào. Thành ra Trung Cộng mới cho Việt Nam một bài học, tức là cái cuộc chiến 1979, và một cái bài học mà chính Trung Cộng cũng bị giáp tay, và vì vậy đó mới càng phải thúc đẩy cái việc hiện đại hóa đất nước của họ. Thành ra ngày nay đó là nhiều người trẻ trong nước không hiểu, cứ nghĩ rằng là ông Lê Duẩn đó là một cái người mà ông có tinh thần độc lập, ông không sợ Trung Quốc vân vân gì đó. Cái điều đó nó sai, tại vì trước đó thì chính Lê Duẩn mới lại là cái người mà đề cao tư tưởng của Mao Trạch Đông và có cái tinh thần chủ chiến y hệt như là Lê Đức Thọ, và kéo dài cái cuộc chiến hao tổn giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Việc mà Lê Duẩn đó là chống Tàu là tại vì tưởng rằng là đã có một cái chỗ tựa vững chắc là Liên Xô, chứ không phải rằng là vì cái đó là vì quyền lợi của Việt Nam. Như là chúng ta đã thấy trong này, trên cái gọi là cái đền thờ của Lê Duẩn thì vẫn nói rằng chúng ta đánh Mỹ rồi là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Điều đó nó là điều mà nó nằm trong lý luận của Lê Duẩn từ khá lâu. Thế rồi sau khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991 thì Đảng Cộng sản Việt Nam đó đã mất quan thầy, mất chỗ tựa, quay ngược trở lại đó là tìm cách kết hợp, tìm cách có sự hỗ trợ của Trung Cộng. Đó là tình trạng mà đã xảy ra từ những năm 1989 khi mà Liên Xô bắt đầu lâm vào khủng hoảng, rồi cho đến về sau này. Và cho đến ngày hôm nay cũng như vậy nữa. Thì tức là khi mà mình theo dõi cái tình hình của đôi bên như vậy đó, mình thấy rằng là Trung Cộng đã yểm trợ Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhiều từ những năm 45, rồi nhất là từ năm 1949 sau khi mà Mao Trạch Đông đó là chiến thắng ở tại Hoa Lục, và yểm trợ rất nhiều về cả kinh tế, quân sự lẫn cả nhân lực nữa. Tức là bộ đội của Trung Cộng có mặt trên lãnh thổ của Việt Nam, đặng để cho thanh niên trai tráng của Việt Nam đó là đi vào đến trong Nam, đi bê, mở rộng cái cuộc chiến ở trong Nam. Điều đó nó vẫn có. Và đến bây giờ đó thì hậu quả đó là Việt Nam đó là trôi hẳn vào trong quỹ đạo của Trung Cộng, chưa biết làm sao xoay trở ra. Cho đến khi chúng ta mới nghe đến cái cuộc tranh luận bây giờ, rằng là nếu mà Việt Nam đó là có thể hợp tác được với Hoa Kỳ hay là một vài quốc gia khác đó để phần nào cân bằng lại được cái ảnh hưởng bành trướng của Trung Cộng, thì có thể rằng là đã có một cái hy vọng. Thì tại sao mà phải đi 180 độ đến như vậy? Tại sao để thanh niên trai tráng Việt Nam mất mạng nhằm bảo vệ hay là bành trướng ảnh hưởng của các quốc gia khác mà không nhìn thấy cái quyền lợi của dân tộc? Và đến bây giờ đó thì lại đắn đo suy nghĩ, không biết rằng là nên hợp tác với Mỹ đến cỡ nào để phần nào đó là duy trì được gọi là một cái cán cân lực lượng tương đối không quá bất lợi trong cái tương quan với lại Trung Cộng. Và đồng thời đó là cũng đừng có theo Mỹ sát quá, có thể làm Trung Cộng nổi giận vân vân. Trong khi đó thì trên lãnh thổ và ngoài lãnh hải của Việt Nam, ảnh hưởng của Trung Cộng đã lấn át tất cả. Chỉ còn thiếu việc đó là Việt Nam đó là trở thành một quận huyện của Trung Quốc, là điều mà nhiều người vẫn cứ nêu ra cái thành giả thuyết, thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Thì trong cái phần đầu đó, chương trình đầu ngày hôm nay, tôi chỉ có nhắc sơ qua cái khái quát, cái quan hệ giữa Trung Cộng với lại Việt Nam, vai trò của Mao Trạch Đông, sau đó của Chu Ân Lai và nhiều người lãnh tụ khác của Bắc Kinh, với lại cái vai trò của Hồ Chí Minh và
những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ còn có nhiều dịp đó, trở lại chuyện đó. Mà với các thế hệ trẻ về sau thì nhiều người không biết, và có lẽ cũng không có tin rằng là của ngày xưa đó là Trung Cộng đã viện trợ cho mình cả tỷ đô la một năm hạ. Bao nhiêu là 300.000 người lính của Trung Cộng đã có mặt ở tại Việt Nam. Vai trò của các tướng Trần Canh, Vệ Quốc Thanh hoặc là Lã Quy Ba vân vân trong cả cái tiến trình gọi là cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nằm dưới cái sự chỉ đạo sai khiến hoặc là giúp đỡ của Trung Cộng. Và những cái sai lầm gì của Mao Trạch Đông đã áp dụng trong lãnh thổ của Trung Cộng, cải cách ruộng đất, chống chủ nghĩa xét lại, chống tư tưởng hữu khuynh, rồi bước nhảy vọt vĩ đại vân vân gì đó. Những sai lầm đó của Trung Cộng ở tại Trung Hoa đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đó, đó áp dụng y hệt như vậy ở tại miền Bắc và sau đó là trên lãnh thổ cả nước thống nhất, cho đến khi mà Trung Cộng thấy rằng là sai và bắt đầu xoay từ năm 1980 trở về sau đó, đó thì Việt Nam nó cũng bắt đầu mới xoay từ năm 1986-87 và xoay mạnh hơn nữa từ năm 1991 và gọi cái đó là đổi mới, nhưng mà cũng vẫn là đổi mới theo cái tinh thần của Trung Cộng. Thì cái đó rất là cái bối cảnh chung mà nhiều người trẻ ngày nay ở tại trong nước đó đã không biết. Thì chúng ta đã ở bên ngoài đó có những cái phương tiện truyền thông, có nhiều tài liệu, nhiều thông tin đó, đó được thế giới nghiên cứu và công bố ra ngoài đó, thì chúng ta cố gắng đó, đó chám vào cái khoảng trống về kiến thức đó, cho giới trẻ ở trong nước, thì ít ra đó, đó là đừng có tái diễn những cái sai lầm cũ mà chúng ta đã thấy từ những năm 1945 cho đến sau này và cho đến ngày nay. Thì chúng tôi xin tạm dứt lời trong phần giải lao để upload cái phần YouTube đầu tiên hết và xin nhớ quay trở lại.